Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Cộng hòa tiến gần kiểm soát Hạ viện, dân chủ nguy cơ trắng tay. Vào ngày 9 tháng 11, Đảng Cộng hòa tại Mỹ đang tiến gần đến việc giành quyền kiểm soát Hạ viện, một yếu tố quan trọng trong chiến lược chính trị của họ, đặc biệt là khi ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Theo hãng tin Reuters, mặc dù quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn, nhưng công ty thăm dò Edison Research đã dự đoán rằng Cộng hòa sẽ giành được ít nhất 212 ghế trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện. Việc Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông Trump trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự của mình trong nhiệm kỳ sắp tới. Kiểm soát Hạ viện không chỉ giúp Đảng Cộng hòa có quyền lực trong việc đưa ra và thông qua các chính sách quan trọng, mà còn cho phép họ có khả năng ngăn chặn hoặc hạn chế các sáng kiến của phe dân chủ nếu có. Mặc dù kết quả vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng do quá trình kiểm phiếu đang diễn ra, sự giành quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa được xem là một bước tiến lớn trong chiến lược chính trị của ông Trump, người có thể tận dụng cơ hội này để củng cố ảnh hưởng và thúc đẩy các mục tiêu chính trị của mình khi trở lại vị trí Tổng thống Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, Đảng Cộng hòa vẫn cần giành thêm 6 ghế nữa tại Hạ viện để chiếm quyền kiểm soát toàn bộ cơ quan này. Mặc dù kết quả của 19 cuộc đua vào Hạ viện vẫn chưa được xác định, chủ yếu là ở các khu vực cạnh tranh quyết liệt tại các tiểu bang phía Tây, nơi quá trình kiểm phiếu thường chậm hơn, nhưng khả năng Đảng Cộng hòa giành thêm những ghế cần thiết vẫn rất lớn. Sự chậm trễ trong việc kiểm phiếu ở các khu vực này cũng phản ánh tính cạnh tranh gay gắt của các cuộc đua, đặc biệt là tại những tiểu bang có dân số đa dạng và tỷ lệ bỏ phiếu cao. Bên cạnh đó, tại Thượng viện, Đảng Cộng hòa đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát sau khi giành được 53 ghế, vượt xa số ghế 43 của Đảng Dân Chủ. Điều này đồng nghĩa với việc Đảng Cộng hòa đã đạt được một thắng lợi lớn tại Thượng viện với khả năng duy trì quyền lực để thông qua các chính sách quan trọng. Trong bối cảnh này, nếu Đảng Cộng hòa tiếp tục chiếm đa số tại Hạ viện, đảng này sẽ có quyền lực to lớn để thúc đẩy chương trình nghị sự của ông Donald Trump. Điều này sẽ mở đường cho các chính sách cắt giảm thuế và chi tiêu, kiểm soát an ninh biên giới và các sáng kiến khác trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và quốc phòng. Đặc biệt, với sự đồng thuận giữa Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng, Đảng Cộng hòa sẽ có khả năng đưa các chính sách này thành hiện thực một cách hiệu quả hơn, củng cố vị thế của ông Trump trong chính trường Mỹ. Trong bối cảnh Đảng Dân Chủ đang tìm cách đối phó với sự tiến bộ mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa, quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sẽ giúp Đảng Cộng hòa không chỉ đảm bảo sự thống trị trong các quyết sách quốc gia, mà còn có thể định hình lại chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ trong những năm tới. Iran phủ nhận âm mưu ám sát ông Trump. Ngày 9 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, đã phủ nhận các cáo buộc của Mỹ rằng Iran đã cố gắng giản dựng một âm mưu ám sát ông Donald Trump trước cuộc bầu cử tháng 11, khi ông đang là ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông Baghaei nhấn mạnh các cáo buộc là một trò lừa bịp được các diễn viên ủng hộ Israel giàn dựng nhằm làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Washington và Tehran, theo đài RT. Những tuyên bố như vậy vào thời điểm này là một âm mưu độc hại do những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và chống Iran giàn dựng nhằm mục đích làm phức tạp thêm các vấn đề giữa Mỹ và Iran. Ông nói, nhấn mạnh rằng các cáo buộc Iran ám sát ông Trump là hoàn toàn vô căn cứ. Ông Baghaei cũng lưu ý rằng Iran đã từng phủ nhận những cáo buộc sai tương tự trong quá khứ. Theo RT, ông Baghaei đang ám chỉ một cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 8 rằng Iran gửi một công dân Pakistan đến Mỹ để thực hiện các vụ giết người. Trước đó, vào ngày 8 tháng 11, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rằng các quan chức Iran đã yêu cầu một công dân Afghanistan cư trú tại thủ đô Tehran, Iran, lên kế hoạch ám sát ông Trump. Bộ này cho biết thêm rằng ông Fahad Zakeri cũng được giao nhiệm vụ thực hiện các vụ ám sát công dân Mỹ và Israel bên trong nước Mỹ. Ngày qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland và Giám đốc FBI Christopher Wray ra tuyên bố chung lên án những mối đe dọa liên tục từ chính phủ Iran đối với các cá nhân tại Mỹ. Có rất ít chủ thể trên thế giới gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ như Iran. Bộ Tư pháp đã truy tố một đặc vụ của chính quyền Iran, người được giao nhiệm vụ điều phối một mạng lưới đồng phạm để thúc đẩy các âm mưu ám sát nhằm vào một số mục tiêu, trong đó có Tổng thống đắc cử Donald Trump, theo tuyên bố. Ngày 8 tháng 11, đài CNN cho biết, theo các tài liệu của Tòa án Mỹ, các quan chức Iran đã yêu cầu ông Fahad Zakeri, 51 tuổi, một công dân Afghanistan, cư trú tại thủ đô Tehran, Iran, tập trung giám sát và tiến tới là ám sát ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng ông Zakeri vẫn đang lẩn trốn ở Iran. Các công tố viên cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, ban đầu giao cho ông Zakeri nhiệm vụ ám sát các công dân Mỹ và Israel tại Mỹ.
Nhưng vào ngày 7 tháng 10, các quan chức IRGC yêu cầu ông Sakeri chỉ tập trung xử lý ông Trump trong vòng 7 ngày. Theo lời kể của ông Sakeri trong cuộc gọi với các nhà điều tra Mỹ, nếu ông không thể đưa ra kế hoạch trong khung thời gian đó, IRGC sẽ đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống mới ám sát ông Trump vì tin ông Trump sẽ thua. Trong một loạt năm cuộc gọi với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Sakeri nói rằng ông đã gặp một thành viên cấp cao của IRGC khi làm việc trong lĩnh vực dầu khí và nhiên liệu ở Iran. Khi viên chức IRGC biết rằng ông Sakeri từng sống ở New York, viên chức này đã nhờ ông Sakeri giúp điều tra một số cá nhân ở Mỹ. Ông Sakeri nói rằng ông đã gặp viên chức trên hơn 10 lần. Theo các tài liệu của tòa án, ông Sakeri đã dựa vào mạng lưới đồng phạm mà ông gặp trong suốt thời gian ở tù tại New York để cung cấp cho Iran các điệp viên ở Mỹ. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần nêu lên mối lo ngại rằng Iran có thể ám sát ông Trump để trả đũa việc ông Trump năm 2020 đã ra lệnh không kích giết chết tướng Qasem Soleimani, một tướng hàng đầu của IRGC. Hai cá nhân khác cũng bị cáo buộc liên quan âm mưu ám sát là ông Khalil Rivera và Jonathan Lothot, đều công dân Mỹ đã bị bắt tại New York và bị cáo buộc giúp chính phủ Iran giám sát một công dân Mỹ gốc Iran. Hai nghi phạm đã ra hầu tòa hôm 7 tháng 11 và đang bị giam để chờ xét xử, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm. Ngày qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland và Giám đốc FBI Christopher Wray ra tuyên bố chung lên án những mối đe dọa liên tục từ chính phủ Iran đối với các cá nhân tại Mỹ. Có rất ít chủ thể trên thế giới gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ như Iran. Bộ Tư pháp đã truy tố một đặc vụ của chính quyền Iran, người được giao nhiệm vụ điều phối một mạng lưới đồng phạm để thúc đẩy các âm mưu ám sát nhắm vào một số mục tiêu, trong đó có Tổng thống đắc cử Donald Trump, theo tuyên bố. Ngoài âm mưu ám sát ông Trump, nhà báo và nhà hoạt động chính trị người Mỹ gốc Iran Masih Alinejad hôm thứ Sáu nói rằng bà cũng là một trong các mục tiêu của Iran. Các nghi phạm được cho là đã theo dõi bà Alinejad tại một sự kiện diễn thuyết vào đầu năm nay, cũng như tại nhà riêng của bà ở New York. Ông Putin chính thức ký thành luật Hiệp ước Đối tác Chiến lược Nga-Triều Tiên. Vào ngày 9 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật Hiệp ước Đối tác Chiến lược giữa Liên bang Nga và Triều Tiên, một thỏa thuận quan trọng mà ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký kết trong chuyến công du Bình Nhưỡng vào tháng 6 năm 2024. Theo đài RT, Hiệp ước này đã được Hội đồng Liên bang, Thượng viện Nga phê chuẩn trong tuần này sau khi Duma Quốc gia, Hạ viện Nga thông qua vào tháng trước. Với việc ký kết thành luật, hiệp ước này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Văn bản do Tổng thống Putin ký phê chuẩn ghi rõ, phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Toàn diện giữa Liên bang Nga và Triều Tiên được ký tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6 năm 2024. Hiệp ước này được coi là một dấu mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga, đặc biệt là trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng. Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đang được củng cố và việc chính thức hóa thỏa thuận này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực quân sự và kinh tế giữa hai nước. Hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực sau khi hai bên trao đổi các văn kiện phê chuẩn. Theo RT, Hiệp ước Đối tác Chiến lược Nga-Triều Tiên vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết, bao gồm một số cam kết quan trọng về an ninh và hợp tác quân sự giữa hai nước. Một trong những điểm then chốt của thỏa thuận là cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công bởi các lực lượng nước ngoài. Cụ thể, theo điều khoản trong Hiệp ước, nếu một trong các bên phải đối mặt với cuộc tấn công vũ trang từ một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia và do đó rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự cũng như các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể để bảo vệ an ninh của đối tác. Điều này được thực hiện theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ tập thể và các quy định pháp lý quốc gia của mỗi bên. Đây là một cam kết mạnh mẽ, nhấn mạnh mối quan hệ quân sự đặc biệt giữa Nga và Triều Tiên và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc tế. Ngoài cam kết về hỗ trợ quân sự, hai quốc gia cũng thỏa thuận rằng họ sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với bên thứ ba mà có thể đe dọa chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự do lựa chọn, sự phát triển của các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa, cũng như các lợi ích quan trọng khác của nhau. Điều này có nghĩa là cả Nga và Triều Tiên sẽ đảm bảo không có hành động hoặc thỏa thuận nào có thể làm tổn hại lợi ích chiến lược và an ninh quốc gia của đối phương.
Thỏa thuận này không chỉ phản ánh sự gắn kết trong lĩnh vực quốc phòng, mà còn thể hiện một cam kết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của mỗi quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa địa chính trị đang gia tăng. Đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên vẫn đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế và sự cô lập từ phương Tây, hiệp ước này cung cấp một sự bảo vệ quan trọng cho nước này trong việc duy trì an ninh và tự do chính trị. Đối với Nga, thỏa thuận này cũng giúp củng cố ảnh hưởng của mình tại khu vực Đông Á, đồng thời tạo thêm một đối tác chiến lược trong việc đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu. Hiệp ước đối tác chiến lược giữa Nga và Triều Tiên không chỉ mang lại những cam kết quân sự mạnh mẽ, mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích chung của hai quốc gia, đồng thời tạo ra một nền tảng vững chắc để duy trì sự ổn định trong khu vực Đông Á. Bằng việc ký kết thỏa thuận này, cả Nga và Triều Tiên đã thể hiện quyết tâm củng cố mối quan hệ đối tác lâu dài, không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng, mà còn trong các lĩnh vực chính trị và chiến lược rộng lớn hơn. Về mặt quân sự, sự hợp tác giữa hai nước giúp bảo vệ các lợi ích an ninh chung và tạo ra một cơ chế phòng thủ tập thể, nơi cả hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công từ các lực lượng bên ngoài. Điều này không chỉ nâng cao khả năng phòng thủ của cả Nga và Triều Tiên, mà còn củng cố một vành đai an ninh đối phó với các mối đe dọa từ các cường quốc khác trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, khi xét đến tình hình căng thẳng trong khu vực Đông Á, nơi các cuộc tranh chấp lãnh thổ và ảnh hưởng chính trị giữa các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đang gia tăng, hiệp ước này trở thành một nhân tố ổn định quan trọng. Ngoài cam kết quân sự, hiệp ước Nga-Triều Tiên còn khẳng định một sự hợp tác chặt chẽ hơn về các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Đặc biệt, hai quốc gia cam kết bảo vệ lợi ích của nhau trong các vấn đề đối ngoại, bao gồm việc không ký kết các thỏa thuận với bên thứ ba có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chủ quyền và an ninh của đối phương. Đây là một động thái quan trọng nhằm củng cố sự độc lập và chủ quyền của cả hai quốc gia trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên và các chính sách ngoại giao của Nga bị phương Tây chỉ trích. Ngày đen tối, Ukraine phản công quyết liệt, Nga mất 400 lính tại Donetsk. Hãng thông tấn Uzinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 9 tháng 11 có 153 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến. Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến 400 binh sĩ Nga trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 9 tháng 11 đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa, 56 cuộc không kích, sử dụng 77 quả bom dẫn đường và 675 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Ngoài ra, Moscow cũng thực hiện khoảng 3.900 cuộc pháo kích trong 24 giờ qua. Tại Kharkiv, quân đội Nga đã hai lần cố gắng tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine gần thành phố Vorchan nhưng không thành công. Trên hướng Kharkiv, Ukraine nói rằng Nga tổn thất 56 binh sĩ, một xe bọc thép chiến đấu, một hệ thống pháo binh, 20 UAV, 8 phương tiện và 3 đơn vị thiết bị đặc biệt. Ở thành phố Kupiansk thuộc Kharkiv có 8 cuộc giao tranh gần các khu định cư Kucheriska, Koslikakiska và Zonro. Trên hướng thành phố Liman thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine 15 lần gần các khu định cư Herkiska, Neska, Toska và Biohorkiska. Ukraine tuyên bố đẩy lùi 14 trên 15 cuộc tấn công. Tại thành phố Kramatorsk, quân đội Nga đã hai lần nỗ lực tiến quân gần các khu định cư Bilahora và Sputochki nhưng không thành. Thành phố Torez cố gắng tấn công các khu vực gần Torez, Dilivka, Shchepinka và Lenivka 9 lần trong ngày qua. Thành phố Bostrod ghi nhận 36 trận giao tranh trong ngày 9 tháng 11. Ukraine cho biết Nga đang nỗ lực gây sức ép ở mặt trận này. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân đội nước này ngày 9 tháng 11 đã làm 180 binh sĩ Nga thiệt mạng và làm bị thương 210 người. 3 xe tăng, 10 thiết giáp, 19 xe, 4 súng cối và một hệ thống pháo của Moscow cũng bị phá hủy. Thành phố Kurahov vẫn là nơi nóng nhất với 40 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua. Tại tỉnh Kursk của Nga, Ukraine nói rằng đang giữ vững thế phòng thủ, đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Nga. Tổng cộng Nga thực hiện 18 cuộc tấn công được vào các đơn vị Ukraine tại Kursk trong ngày 9 tháng 11, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Nga hạ 50 UAV Ukraine trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 11 nói rằng hệ thống phòng không nước này đã tiêu diệt 50 UAV của Ukraine trên không phận của Nga chỉ sau một đêm, theo hãng thông tấn TASS. Trong đêm, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV vào các địa điểm trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.
Bộ này cho biết 28 UAV đã bị bắn hạ tại tỉnh Brennus, 12 UAV tại Kursk, 4 UAV ở tỉnh Novgorod và 2 UAV ở tỉnh Smolensk, 2 chiếc ở tỉnh Tula, các tỉnh Oshkosh và Tver, mỗi tỉnh 1 UAV. Ngày qua, nhóm trung tâm chiến đấu của Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị thuộc 5 lữ đoàn Ukraine trong khu vực do nhóm này kiểm soát. Ông Alexander Shashchuk, người phát ngôn của nhóm trung tâm chiến đấu, nói với TASS rằng nhóm này ngày 9 tháng 11 đã đẩy lùi 10 cuộc phản công của Ukraine, khiến đối phương tổn thất 460 binh sĩ. Tại tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 binh sĩ trong 24 giờ qua. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã phá hủy 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 thiết giáp, 6 khẩu súng cối, 2 trạm tác chiến điện tử và 4 xe cơ giới của Ukraine trong ngày 9 tháng 11. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi phát động chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã tổn thất hơn 30.800 binh sĩ, 189 xe tăng, 123 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép chở quân, 1.095 xe chiến đấu bọc thép, 833 xe cơ giới và 262 vũ khí pháo binh. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Tổng tham mưu Ukraine: tình hình chiến trường thách thức và có xu hướng leo thang. Ngày 9 tháng 11, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Shishkai nhận định tình hình ở tiền tuyến đang thách thức, theo tờ Kyiv Independent. Tình hình vẫn còn nhiều thách thức và đang có xu hướng leo thang. Đối phương tận dụng lợi thế về quân số, tiếp tục các hoạt động tấn công, tập trung nỗ lực chủ yếu vào các hướng Boskov và Kurahov. Ông Shishkai viết trên Facebook. Ông Shishkai lưu ý rằng có nhiều bài báo cáo về việc binh lính Triều Tiên tham gia các hoạt động chiến đấu cùng với lực lượng Nga. Cùng ngày, trong bài phát biểu hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine đang tập trung vào việc phòng thủ xung quanh thành phố Kurahov. Ông Zelensky lên án các cuộc tấn công của Nga vào mục tiêu dân sự và kêu gọi các nước châu Âu cung cấp thêm hệ thống phòng không. Nga, ông Trump nói quá khi tuyên bố chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ. Ngày 8 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã phóng đại khi tuyên bố trong lúc vận động tranh cử rằng sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ, theo đài Russia Today. Tất nhiên, đó là sự cường điệu khi ông Trump nói rằng ông ấy sẽ làm điều đó trong một đêm. Ông Peskov nói chính quyền mới ở Mỹ tìm kiếm hòa bình thay vì tiếp tục xung đột thì sẽ tốt hơn chính quyền trước, người phát ngôn nói thêm. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về cách Tổng thống đắc cử Trump sẽ giải quyết xung đột ở Ukraine sau khi nhậm chức. Tháng trước, ông Peskov cũng đã bình luận về tuyên bố của ông Trump về chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ, cho rằng ông không nghĩ có một cây đũa thần có thể ngăn chặn tình hình thù địch chỉ sau một đêm. Hôm 7 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng mong muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine mà ông Trump đưa ra ít nhất cũng đáng được chú ý. Phía ông Trump chưa lên tiếng về các bình luận từ Nga. Ngày 6 tháng 11, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết chiến thắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không tác động lớn đến quan hệ Mỹ-Nga hiện tại, nhấn mạnh mối quan hệ song phương không thể tệ hơn được nữa, đài Russia Today đưa tin. Chiến thắng của ông Trump gần như không thể làm xấu đi mối quan hệ hai nước. Chúng đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, ông Peskov nói. Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có chính thức chúc mừng ông Trump hay không, ông Peskov nói rằng hiện Điện Kremlin không biết bất kỳ kế hoạch nào về điều đó. Thêm rằng, đừng quên chúng ta đang nói về một quốc gia thù địch đang trực tiếp và gián tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại nhà nước của chúng ta. Ông Peskov nhắc lại rằng, Nga coi cuộc bầu cử của Mỹ là vấn đề nội bộ và sẽ hoãn mọi bình luận quan trọng cho đến khi kết quả được xác nhận chính thức và khi ông Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Trong một diễn biến liên quan, khi trả lời phỏng vấn đài NBC News, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cả hai có thể sẽ điện đàm trong tương lai gần. Cụ thể, ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với khoảng 70 nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Nhưng ông Putin không nằm trong số đó. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện trong tương lai gần, ông Trump nói, song không rõ là điện đàm hay sẽ hội đàm trực tiếp. Phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vành đai ở thành phố Sochi, miền nam nước Nga, khoảng 1 giờ trước đó, ông Putin cho biết ông muốn chúc mừng ông Trump thắng cử, theo đài Russia Today.
Ông Putin nói rằng, sang đàm phán với Tổng thống đắc cử của Mỹ, theo ông Putin, việc ông Trump đã bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột Ukraine cũng đáng chú ý. Trước đó, vào ngày 7 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng chúc mừng ông Donald Trump thắng cử trong cuộc đua Tổng thống Mỹ 2024. Cụ thể, phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai ở thành phố Sochi, miền nam nước Nga, ông Putin cho biết ông muốn chúc mừng ông Trump thắng cử, đồng thời ca ngợi ông này dũng cảm, đài Russia Today đưa tin. Ông Putin cho biết sẵn sàng đàm phán với Tổng thống đắc cử của Mỹ. Theo ông Putin, việc ông Trump đã bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột Ukraine cũng đáng chú ý. Sau đó, Tổng thống Nga ca ngợi hành động đứng dậy và giơ nắm đấm dù bị thương ở tay của ông Trump sau khi ông này bị ám sát hụt ở bang Pennsylvania vào hồi tháng 7. Tôi đã rất ấn tượng, ông ấy là một người dũng cảm, một người thể hiện bản chất thật của mình trong những trường hợp khẩn cấp như thế này. Và tôi tin rằng ông ấy đã hành xử một cách đáng ngưỡng mộ với tư cách là một người đàn ông, ông Putin nói. Sau khi ông Donald Trump được xác định là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hay thậm chí lúc ông chỉ mới tiệm cận với chiến thắng, nhiều nhà lãnh đạo từ châu Âu cho tới châu Á, Trung Đông đến khu vực Mỹ Latin đã nhanh chóng đăng tải các thông điệp chúc mừng. Theo một số nguồn tin nói với đài CNN, các lãnh đạo và nhà ngoại giao trên thế giới đang nỗ lực liên lạc và xúc tiến các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và đội ngũ cố vấn của ông. Lãnh đạo nhiều nước mong muốn cuộc gặp diễn ra trước ngày nhậm chức 20 tháng 1 năm 2025 và một số còn sẵn sàng tới gặp ông Trump tại dinh thự riêng tại Mar-a-Lago ở bang Florida hoặc thành phố New York, Mỹ. Tuy nhiên, đội ngũ của ông Trump hiện chưa phát thảo kế hoạch sơ bộ cho các cuộc gặp như vậy và các nhà ngoại giao nước ngoài tại Mỹ phải chờ đợi để được phản hồi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.